Tại sao rán sợ lợn một phép và thậm chí trở thành món ăn của lợn? Ở những vùng quê hẻo lánh có một bí kíp chống rắn vô cùng đơn giản, đó là nuôi lợn. Không phải vì lợn có chiêu thức đặc biệt nào, mà đơn giản vì lợn là sát thủ của rắn. Thật khó tin nhưng thực tế là vô cùng hài hước và thú vị. Bạn có tin được không? Loài lợn thường ngày trông rất dễ thương và ngốc nghếch lại có thể trở thành võ sĩ giác đấu khi đối đầu với rắn. Lợn có lớp da dày và lông cứng như mặc áo giáp, khiến cho rắn dù có cố gắng cách mấy cũng khó lòng xuyên qua. Cứ tưởng tượng rắn đang cố gắng cắn lợn mà giống như đang cố dùng kim đâm vào lốp xe, thật là đau lòng cho rắn quá. Thêm vào đó, lớp mỡ dày của lợn lại là một loại thuốc giải độc tự nhiên. Nọc độc của rắn khi vào cơ thể lợn không thể lan nhanh mà bị lớp mỡ lợn làm loãng và từ từ mất đi tác dụng. Lợn không chỉ có bộ giáp bảo vệ mà còn có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Khi rắn lỡ đi vào vùng lãnh thổ của lợn, chúng sẽ nhanh chóng bị phát hiện và nhận cái kết không mấy tốt đẹp. Bị cắn, bị dẫm đạp và cuối cùng trở thành bữa ăn ngon lành của lợn. Cảnh tượng này không khác gì trong các bộ phim hành động khi mà kẻ ác bị ăn hành từ đầu đến chân. Không chỉ dừng lại ở việc chiến đấu, lợn còn biết dùng vũ khí hóa học để xua đuổi rắn. Phân lợn có mùi hăng và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh làm rắn ngửi thấy và phải bỏ chạy ngay lập tức. Đúng là chiều công nghệ cao của lợn khiến rắn không dám bén mảng. Đặc biệt hơn, khi lợn ăn phải rắn độc, các enzyme tiêu hóa và axit mạnh trong dạ dày lợn sẽ hô biến nọc độc thành những protein vô hại. Nhưng lợn cũng phải cẩn thận, vì nếu có vết thương trong miệng hay đường tiêu hóa vẫn có thể bị ngộ độc. Tóm lại, loài lợn tuy nhìn có vẻ hiền lành và vô tư, lại là kẻ thù không đội trời chung của rắn. Với lớp da dày, khả năng kháng nọc độc và khứu giác nhạy bén, lợn không chỉ bảo vệ chuồng trại mà còn khiến rắn phải sợ xanh mặt. Nếu bạn đang lo lắng về rắn, hãy nuôi ngay vài con lợn vừa được thịt ngon, vừa được bảo vệ an toàn.